Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Xin chào mừng anh chị em và các bạn quay lại với cái kênh Tự Doanh Chứng Khoán. Thì thưa với anh chị em và các bạn là trong video ngày hôm qua thì nhóm chúng tôi có nhờ anh chị em và các bạn để lại cái thông tin tại cái đường link ở phía dưới video này để đăng ký cái số điện thoại để chúng ta nhắn tin với anh chị em và các bạn qua Zalo và để cập nhật cái tình hình những cái thông tin từ nhóm Tự Doanh Chứng Khoán. Thì nếu anh chị em và các bạn nào chưa cập nhật thì vui lòng cập nhật tại cái đường link ở phía dưới này để có những cái cơ hội đầu tư thì Tự Doanh Chứng Khoán thì nhắn cho quý anh chị em và các bạn. Thì nhân tiện cái chia sẻ tại cái Zalo trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất nhiều quý anh chị em và các bạn khi mà nhóm Tự Doanh Chứng Khoán nhắn cho cái thông tin là cơ hội dự báo có cơ hội tại một số dòng cổ phiếu hoặc là một số cổ phiếu nhất định cụ thể thì rất nhiều quý anh chị em và các bạn là nhắn tin phản hồi là nên mua giá nào. Cũng chính vì điều đó thì buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi quay lại với cái chương trình và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn để cho nhiều anh chị em và các bạn hiểu hơn là khi chúng ta tham gia đầu tư lướt sóng thì nên mua ở giá nào. Tại sao cái video này lại là tham gia đầu tư lướt sóng? Bởi vì giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ tham gia lướt sóng ở những cái nhịp hồi của thị trường khi mà có những cái thông tin tác động tích cực. Ví dụ như thông tin mà 90 ngày đình chiến gọi là không tiếp tục tăng thuế của Trung Quốc và Mỹ là một trong những thông tin khá tích cực và giống như video ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ. Thì để đi ngay vào vấn đề, không mất thời gian của quý anh chị em và các bạn, thì chúng ta mua ở cái giá nào? Thì chúng ta cần phải làm rõ với vấn đề là mua cái giá đó là đắt hay rẻ và đắt hay rẻ so với lại cái gì. Tôi lấy ví dụ như là nếu như mà giá ngày hôm nay nó đã tăng hơn một chút so với ngày hôm qua thì rõ ràng là giá ngày hôm nay đắt so với ngày hôm qua. Tuy vậy thì nếu như so với cả một cái giai đoạn trước đó 10 đến 15 phiên giao dịch thì liệu cái giá ngày hôm nay có đắt hơn so với những ngày trước đó hay không? Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, nếu cổ phiếu của quý anh chị em và các bạn là anh chị định tính là đầu tư thì nó hoàn toàn khác, bởi vì cái vùng giá, cái giá đắt rẻ nó phụ thuộc vào cái định giá của anh chị em và các bạn. Trong khi đó thì anh chị em và các bạn là đầu tư lướt sóng, tức là tranh thủ những cái nhịp hồi phục của thị trường để chúng ta có thể lướt sóng, thì chúng ta cần phải quan tâm đến là cái kỳ vọng của chúng ta về cái mức giá hiện tại mua với cái mức kỳ vọng thì nó còn đang chênh lệch khoảng bao nhiêu và cái dư địa đó nó thực sự lớn hay không thì chúng ta sẽ xem xét để mua vào. Cái thứ ba nữa là vì cái thời gian đầu tư lướt sóng thì nó rất là ngắn và rất là nhanh, do đó thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để gọi là chần chừ trong cái quá trình mà mua bán. Vì vậy nên là nếu như mà cổ phiếu hiện tại của quý anh chị em và các bạn đã tăng giá một chút rồi so với lại ngày hôm qua rồi thì anh chị em và các bạn cũng phải thực sự là phải nhanh lẹ và có thể sẽ tranh thủ những cái nhịp gọi là điều chỉnh lại trong phiên để có thể là giao dịch hoặc là mua ngay và để tận dụng cái lợi thế ngày T hàng về để chúng ta có thể là tham gia thêm cái vị thế nếu như mà cái hàng về nó đạt một cái mức độ nào đó về cái mức gia tăng lợi nhuận. Đó là cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn trao đổi với anh chị em và các bạn. Và để khi trả lời cái câu chuyện là mua giá nào là hợp lý nhất thì theo quan điểm của nhóm chúng tôi, khi đầu tư lướt sóng thì chúng ta không dại dột để dò đáy theo kiểu là chúng ta mua được giá thấp nhất, mà chúng ta nên mua được cái mức giá gọi là cao hơn cái mức giá thấp nhất khoảng tầm từ 2-3%, thông thường là khoảng 2%. Và cái mức giá của chúng ta mua tại thời điểm đó thì cũng đồng thời có nhiều người cùng mua ở cái mức giá đó và khối lượng giao dịch của cái cổ phiếu chúng ta mua thì gia tăng nhiều hơn so với lại giao dịch trung bình 10 phiên trước đó là khoảng 1,5-2 lần. Thì đó là cái điều kiện kiên quyết và chắc chắn khi chúng ta tham gia lướt sóng. Bởi vì khi cổ phiếu đã đảo chiều, tức là trong một cái xu hướng cổ phiếu đó đang suy giảm, nó đảo chiều quay trở ngược lại, hoặc là trong một cái xu hướng đang đi ngang mà nó có một cái khối lượng đột biến, gọi là tăng đột biến, tích lũy đột biến trong phiên giao dịch thì chúng ta nên xem xét mua vào. Và cái việc mà cái quan trọng đặc biệt là chúng ta phải cân nhắc khi chúng ta mua thì cái dư địa, giả sử nếu như anh chị em các bạn kỳ vọng ở cái cổ phiếu A đó chỉ mức tăng lợi nhuận là trong vòng khoảng tầm 2 tuần giao dịch là 5-7%,
Nhưng thực tế hiện tại nó đã tăng khoảng 3-4% rồi, thì cái dư địa còn lại nó thực sự nó có còn nhiều để cho anh chị em và các bạn giao dịch hay không? Còn nếu nó vẫn còn nhiều, còn ví dụ như là còn 5-7% hoặc là 10% nữa, thì chúng ta vẫn có hoàn toàn có thể tham gia lướt sóng. Bởi vì cái bản chất của lướt sóng tức là chúng ta tận dụng các cái nhịp tăng giá ngắn hạn của cổ phiếu để kiếm lời và ăn chênh lệch giá. Và cái câu chuyện này thì nó sẽ có gọi là nó không có đáp án đúng cho tất cả mọi người. Nó sẽ là có những người mua sau cùng sẽ là những người chịu thiệt hại. Bởi vì đã là lướt sóng tức là kẻ lướt cuối cùng, người vào cuối cùng và mức giá cao nhất sẽ thiệt hại. Do đó nên là cái độ nhạy bén và cái tính quyết đoán nó đóng vai trò rất là cao trong cái việc mà mua giá nào. Và video này thì chúng tôi muốn chia sẻ những cái ý như vậy để quý anh chị em và các bạn nắm. Mong rằng là nó đem lại những cái hữu ích cho anh chị em và các bạn trong cái việc quyết định mua lướt sóng. Và nếu hay, anh chị em và các bạn để lại cho video một like và nhớ đăng ký kênh Tự Doanh Chứng Khoán để cập nhật những video mới hơn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái chào, hẹn gặp lại.